Amazing. Nhiều quá. Phải mang cái gì ra để cất đi luôn. Đây. À đây có đây đây. Rồi, đấy. Mày giữ cái dây này, giữ cái dây. Rồi. Bắt đầu rồi. Ok, quá hay chú ạ. Wow. Tép biển rồi chú, tép biển đúng không? Những bác ngư dân ở bãi biển Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang rất miệt mài để đánh bắt cái món tép biển. Đó, mùa này đang là mùa tép biển. Ở ngay gần bãi biển thôi, chỉ cần mang cái lưới đi thôi là có thể đi đánh được rồi. Bao giờ cũng thế, phải đánh theo một khóm người như kia, để bởi vì là người này đánh, nếu mà tép mà có lùa sang chỗ khác thì sẽ vào lưới của người khác. Đó, đứng bình minh ở trên biển luôn, tuyệt vời, mênh mông. Thế có hôm nào may mắn được tối đa là bao nhiêu? Lấy hắn ta đấy. Cả ta hả? Thứ của? Lấy hai ba ta đi. Hai ba tạ. Thế nhưng mà... Thế vài cái là hắn đánh lên 4-5 tạ đấy. À, cái đánh lưới kia 4-5 tạ. À, hắn đánh lên chút á. Wow. Thế thì mùa nào thì có cái con này? Mùa này đi. Mùa này? Mùa này. Được mấy tháng á? À, mùa này là tháng 5 để tháng 4 luôn. Thế cái con này thì mình dùng làm gì? Mình phơi cho mình mắm tôm. Mắm tôm á? Ờ, à, mình mắm thì chấm á. À, mắm chấm. Thế mà bán thì có đắt không ạ? Bán rẻ không à? Rẻ không á? Ờ. À, đây con tưởng đắt. Một kỳ tẹp khô đây là có 30 bạc à? Thế thôi á? Ờ, rẻ lắm. Tẹp khô nấu canh nhỉ? Ờ, đấy rẻ lắm, tẹp khô nấu canh. Vâng. Rồi mình ráng uống ruột, uống rượu nước. Uống rượu được à? À đấy à? À mình gái là tầm... À, à mình gái mơ. Thế chú đánh cái món này lâu chưa? À. Chú là chú ở đây chú đánh. Người dân ở đấy, đấy chứ. Chú dân đấy. Ờ. Vâng. Thế nên là cứ mùa nào là chơi thứ đấy đúng không? Ờ. À, à mùa này là đánh cái này. Mùa này đánh cái này. Thế à? Thế còn mùa gì nữa? Bây giờ mùa đóng ngựa. Mùa đông. Thằng tám mươi chín nữa. Không có con này. Thằng tám mươi chín nó đang kéo rồi đấy, cũng kéo cái đó, nó kéo ngoài bờ, ngoài xa. Ngoài xa. Ngoài thắng được. Vâng. Nhưng cũng là tép à? Là kéo cũng tép. Kéo. Nó còn có con gì khác không? Ngoài tép ở đây còn con gì khác? Ở qua tép là qua tôm là to như này. Tôm à? Sắt à? Tôm sắt ở đây hả chú? Ở bãi biển à? Ờ. Thế mình cũng đi ở bãi biển đấy là có à? Không, kéo bên ngoài đi. À ngoài xa hơn. Vâng. Thế bây giờ chú kéo này xong thì ban ngày chú làm gì? Ban ngày ở nhà nhờ chơi thôi. À chứ chú không đi thuyền à? Không. À. Một ngày bận thuyền chưa ra cả chứ mình ạ. À chú nay bao tuổi đó? 67. À 67, trông chú thanh niên thế nhỉ? Sinh năm 58. À đấy à, trông chú khỏe, trông chú trộm vía khỏe. Bởi vì là chắc là chú làm này nhiều nên là nó người săn lại. Cái này làm khó chứ? Kéo này khó. Hả? Có mệt không? Nó lấy nước ngang đây đi, nước phè đi. Vâng. Cái này nó trong căn, anh quấy rồi ngồi hai chân. Đây là mấy chú này bắt được nhiều lắm chú này. Ra sớm đúng không? Vẫn lên 3 phạt bơ lắm đấy. Vâng, đấy, úi dồi đấy kìa. Đó. Kinh nhỉ, có những hôm bắt được cả tạ thì chúng tôi là nhiều lắm. Anh đánh cái can đấy lên đi. Vâng. Đây, chú xuống đây đúng không? Đi anh đánh cái can đấy lên đi. Chú bên trái cất này đi, hay là cứ để này đánh thôi. Hả? Cứ để này đánh thôi à? Còn hôm nay có cái đường ruột á. Vâng. Lấy vô đó. Rồi, chú cố lên. Amazing. Quá đẳng cấp luôn ông ạ. Ông đánh được bao lâu thì được này không? Bao lâu? Mới ra đấy các người. Vừa ra xong à? Thế quả này ra đấy các người. Quả này trúng món rồi. Thế muốn trúng thì liệt lắm rồi. Trúng quả đàn rồi. Wow. Cho anh xem nào. Wow, tép biển đây, tuyệt vời không? Wow. Amazing. Nhiều quá. Nhiều quá. Phải mang cái gì ra để cất đi luôn. Đây. À đây có đây. Rồi. Mày giữ cái dây này, giữ cái dây. Rồi. Bắt đầu rồi. Ok, quá hay chú ạ. Wow. Tép biển rồi chú, tép biển đúng không? Biển. Thế con này nó là chỉ giống bằng đây thôi hay là sau này sẽ lớn lên nữa? Thôi đâu. Cái tốc độ đâu. Wow, tuyệt vời quá chú ạ. Mỗi một ngày nào cũng được này à? Không. Theo mùa. Theo mùa. Mùa này nhiều nhất đúng không? Mùa này nhiều nhất. Mùa này đến mùa tháng 8. À hay quá. À thảo nào tú. Rồi cảm ơn nhá. Rồi chú ơi. Đây cháu thôi. Tuyệt vời ông mặt dài luôn.